quay clip bán sầu riêng khổng lồ, chàng trai khiến dân mạng choáng ngợp và sự thật đằng sau. Không bán giống sầu không gai trong truyền thuyết, cũng không bán giống sầu mỏng bỏ, dày cơm, muối vàng, hạt lép. Mà mới đây, một anh thanh niên quyết định quảng cáo giống sầu riêng mới siêu to khổng lồ. Một hai người không bao giờ khiêng được, mà phải dùng tới phương tiện hỗ trợ mới có thể đưa được quả sầu vào trong sân. Theo đó, quả sầu khổng lồ ước chừng nặng vài chục ký, được chàng trai nhẹ nhàng đẩy vào trong sân, trong sự trầm trồ của tất cả mọi người. Chưa nói đến việc tách quả sầu ra cho cộng đồng mạng cùng chiêm ngưỡng. Chỉ cần nghĩ đến việc một vết tức nhỏ trên quả sầu này thôi, cũng đủ để cả xóm ngửi được mùi hương quyến rũ nồng nàn. Ban đầu không ít người vẫn còn nghi nghi hoặc hoặc trước hình ảnh trái sầu riêng, trông có vẻ giả giả thật thật. Thế nhưng đến khi chàng trai bổ quả sầu ra, thì mọi người gần như đồng loạt giật mình tỉnh mộng, khi biết chắc rằng quả sầu kia không phải là sản phẩm tự nhiên từ đôi tay khéo léo của những người nông dân thuần phát, mà là sản phẩm được tạo nên từ đôi bàn tay chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp của các TikToker. Mặc dù chỉ là một chiếc clip ngắn giới thiệu quả sầu riêng to khổng lồ, nhưng qua đó cũng có thể thấy được sự nhạy bén và linh hoạt của những TikToker khi đã tìm tòi và tận dụng kỹ thuật chỉnh sửa video vào việc quảng cáo và bán hàng online. Bên cạnh đó cũng cho thấy sự phát triển tân tiến của công nghệ có thể biến những điều không tưởng thành hiện thực. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.